Chào các bạn. Mấy ngày nay mình không có ra video được các bạn. Mình cũng nôn lắm. Mà bây giờ thợ làm cái bếp chưa có xong. Khoảng cuối tuần họ mới ráp la phong cho mình được. Bây giờ nước nó vẫn còn chảy. Thôi giờ mình dẫn các bạn đi tham quan cái căn nhà nhỏ của mình nha. Mình thích những cái góc nào thì mình sẽ khoe với các bạn góc đó. Đây là cái phòng khách của mình có trưng bày một tí những kỷ niệm chương của bốn thành viên trong gia đình của mình, của ông xã mình, gái lớn và thằng con trai nhỏ. Mình yêu thích cái góc này nhất là các bạn, trong phòng khách mà mình có trưng bày cái không gian, cái khoảng nhỏ nhỏ như vậy. Tuổi rồi mà cũng còn trẻ con lắm các bạn, thích cái gì nó bé bé xinh xinh. Mình quay một tí cho các bạn xem thôi nha, video này nó sẽ ngắn. Mình có thờ mẹ Bồ Tát ở dưới cái phòng khách của mình. Này là của thằng trai hồi học cấp 1, chị hai có giải trạng nguyên, em thì không có được giải trạng nguyên, được giải tiến sĩ thôi, có thêm giải kỷ niệm chương của hồi xưa học. Cách đây mười mấy năm rồi. Phía dưới của cái kệ này mình sẽ trưng bày những cái cốc sứ. Mình rất là thích những cái cốc sứ này, đi đâu mà gặp hay là cứ thấy ai bán là mình mua mua về. Nhà thì nhỏ không có trưng được nhiều mà mình rất là thích mua, rất là thích trưng. Cái bộ bộ cốc này nó cũng có cái ý nghĩa gì đó mà mình không có biết. Ông xã mình đi Hàn Quốc mua hồi năm 2009 đó các bạn. Này mà mình còn gặp mình mua nữa, mình không biết mình trưng ở đâu nữa, hết chỗ rồi các bạn ơi. Đó có bao nhiêu cái kệ nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh mình chất lên hết. Con ve này nè, có chị làm chung cơ quan ông xã, chị đi Hà Nội chị mua về chị tặng. Còn cái đế lót ly hình quả đu đủ, hình nó khoanh đu đủ này nè, của đứa em hồi đó nó cho mình tặng, đứa em bên ngành dược. Mình quay sơ chút xíu cho các bạn xem nha. Góc này là mình thích nhất trong phòng khách của mình. Tiếp theo đây là mình có cái quầy quầy bar. Quầy bar mà nhà mình thì nhỏ các bạn ơi. Mình cố gắng mình sắp xếp cho nó gọn. Chứ nếu mà mình mà công việc ở đi ngoài nữa mình không có làm được, nhà cửa gọn ghẽ mình cũng không có thích. Mà mình chọn công việc ở nhà đây, rằng mình vừa cơm nước mình chăm sóc gia đình, chăm sóc nhà cửa vậy mà mình thích hơn. Nó bé bé xinh xinh vậy thôi các bạn.
Giờ mình cho các bạn tham quan cái phòng bếp của mình. Cái lâu nay mình quay video mà mình không có quay hết cái gian bếp. Nó chỉ nhỏ gọn vậy thôi. Máy ép trái cây, máy làm sữa, hả? Nồi chiên không dầu, lò vi sóng, máy nướng bánh mì. Tí cái tủ chén này của mình cưng lắm luôn á. Nó không có nhiều nhưng mà nó xinh xinh. Có đứa bạn nó nói vui, nó nói là chất vô đây vậy chứ không có xài, để dành không à, rồi để nữa cho dâu xài. Dâu mà không bảo quản kỹ là cũng không được với mẹ nữa. Rồi đó các bạn. Trên lầu thì mình có 3 phòng ngủ và 1 phòng thờ cúng. Mà thôi mình chỉ khoe cái gian nhà dưới thôi nha các bạn. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình post đỡ cái clip này lên cho các bạn xem cho nó vui thôi. Còn nấu ăn chắc phải vài ngày nữa, phải cuối tuần mới được. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Khoảng thứ nhật chắc người ta mới tới ráp bây giờ. Quên nữa, cho các bạn xem nè. Ở trên bây giờ nó như vậy nè, nó trống quát vậy nè, đèn nó không có đủ sáng, mình không có quay được. Với vô đây cái phần thạch cao nó còn rớt xuống, nó còn nước nè, nước ống nước này trên nhà tắm nó nhiễu xuống nè các bạn, không có đèn, nó hơi tối. Cái gian bếp mình không có nấu, không có quay gì được hết. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nha.